Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Inox. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm nốt cái video xúc đất lên xe ô tô và hoàn thiện nốt cái phần móng này cho các bác nhá. Cái móng cốc của mình bây giờ là làm được 11 cốc rồi, còn một cốc nữa thôi, nó là 12 cốc mà. Thì bây giờ ra đến cái cốc cuối cùng này thì mình sẽ quay xúc đất và hoàn thiện nốt. Đó. Thì bây giờ hiện tại thì là cái chỗ này thì mình đang tính là nó khoảng một xe nữa, không biết là liệu nó có ổn không, vì cái chỗ này nó cũng khá là nhiều đất này. Thì bây giờ mình cứ xúc nhá, em mà được bao nhiêu thì được, không được thì bắt buộc là vẫn phải cho một xe nữa. Thì cái chỗ này thì là cái anh chủ nhà anh ấy sợ lở này, anh ấy có mua, anh ấy lấy một miếng tôn về, anh ấy kè vào đó xong cắm về xuống. Ở đây là anh Thành nhiều tóc. Nhà không có gì ngoài sắt thép cả. Mang về với lại tôn đi để kè coi lở. Để kè đất. Sổ tang đấy. Ai cũng làm đấy. Nhiều tiền lắm. Mua hai thổ, mua một thổ không mua. Anh Thành này thì anh đi chở thì cái quãng đường mà từ đây đến chỗ đổ chắc phải rơi vào quãng đổ hơn 3 cây thôi nhá, không vào đến cái bãi đổ nữa. Nói chung là cũng rất là đi cũng rất là xa. Bây giờ ưu tiên nhất là mình sẽ múc hết cái cốc, múc hết đất ở cái cốc trên mặt cái cốc đi các bác nhá, xong rồi cái cốc mình sẽ vét sau. Để sau này mình múc nó lõm vào đây, sau này mình múc cái ở trên sườn như là nó sẽ tự nó lở vào cái chỗ lỗ cốc này. Thì lúc đó thì mình làm nó sẽ nhanh được và không phải sửa đi sửa về nhiều. Đấy tình trạng là nó rơi ra cái lỗ bên cạnh kia đi. Đây này, cái bên cạnh này nó cũng có một lỗ này này. Nhà cái lỗ này thì là cái gọi là kích thước của nó thì không được vuông vắn lắm, bởi vì là mình đào ấy, đào ra xong nó lở xuống. Ở bên góc sườn cái nó cũng lở này, phía bên ngoài cái nó cũng lở. Xe này thì bây giờ mình cứ xúc bằng thùng, bằng cái thành thùng kia đó coi nhá. Thì là bây giờ đi ra đường là người ta cân tải đó. Ngày trưa thì xúc bằng có ngọn đó. Nhưng bây giờ thì xúc thì gãy ngọn. Xúc có ngọn lên là gãy ví của lái xe luôn. Chỗ này thì nó hơi mắc một chút, mình đứng ở cái góc này nó hơi bị lệch. Xe này thì bắt buộc là mình phải cho nó lên cao cao một chút đây. Cái móng này nó bị lệch các bác nhá, cho nên là nó không phải là vuông vuông sang theo cái xích đâu, mà là nó sẽ chéo chéo hơn một chút. Đất thì nó là đất màu nên nó dính quá. Đây này, cái cốc kia nó ở khu này nè. May là buổi chiều nay thì cái đất nó này không rơi ra đường nhiều, các bác ấy đỡ phải đi sửa. Thấy lúc buổi sáng này thì nó rơi rất là nhiều luôn, đất nó rơi ra đường cực nhiều nên là cứ phải đi dọn đường. Cái cọc này là nó sẽ đóng xuống để giữ cái tôn như vậy. Thank you.
tiền nhà một chút cho con nhé. Cào cái này là đây là cái tường gạch cũ này, ngay cho mình phải đào đi nào. Mình nghĩ nó là cái ranh giới đấy, ngày trước ở chỗ này nó cũng có một cái nhà mà đã xây vào rào rất. Chỗ này ngày xưa nó là một cái sân này, một cái gì đó ở đây. Nó có một tảng bê tông rất là to. May là chỗ này nó không có dây điện nữa các bạn. Nó mà có dây điện là rất là khó để làm luôn. Lúc trước mình đo thì nó cái 5 mét vuông từ bên kia sang đấy, nó lên khoảng khu này này. Đó, nó rơi vào khoảng độ đó đó. Cứ vén hết cái này thì bắt đầu mình mới đào cốc sau các bác nhé. Để mấy tấm tôn rất là to vào đây, xe cộ đi qua cái cống kia thì tôi rất là yên tâm luôn. Thì có một cái sắt về. Trước nó có một cái cống hay một cái gì ở đây. Ngoài hoàn thiện yếu này, khả năng là vẫn phải làm một video nữa thôi. Khi mà làm xong hoàn thiện thì mình sẽ lại quay lại cái phần chuyển máy. Đây thay cái lên để anh xin nhan lên. Thank you.
sâu nhất thì đây rồi nhé. Vâng vâng. Chúng ta phải cốc. Vâng. Đang đồn lên đi thôi. Ok, trực tiếp. Em nợ các bác nhá. Cái này nó có một nền rất là đẹp ở đây đấy. Nó còn một ít. Còn ít này khả năng em bỏ anh Sơn đến chở cũng được. Bung lưa được không? Bung lưa lên được không? Cái này lát mình sẽ sửa xong mình đặt lên đó. Nhưng ngày trước nó là cái gì ở đây mà nó... Hả? Thôi rồi, đi đi. Để em điện cho anh Sơn, nếu mà không gửi vào đây được thì có mấy thì để anh Sơn chở nhốt. Thôi ok nhá, thôi thân mến, chắc tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau. Thì cái video sau cuối này thì mình sẽ làm thêm một cái video nữa và phần hoàn thiện nốt kết chung công trình này. Ok, thôi thân mến, chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau.